Chào các em. Thì hôm nay anh sẽ mở hộp cái bộ Bá Vương Xạ Thủ, mà cái con nhân vật số 1, nhân vật chính đó ha, là Hỏa Chiến Kỵ hay là Kỵ Sĩ Bạo Lửa. Mình theo theo dịch như trong phim hiện tại. Thì hôm nay anh sẽ mở hộp luôn cả ba phiên bản các em ha. Bản cơ bản, nâng cấp và siêu cấp. Thì đây là hộp của bản cơ bản ha. Cơ bản thì chúng ta sẽ thấy cái chữ đây ha, chữ này là starter ha, và logo Tam Bảo. Nói chung các em đi tìm cái hàng chính hãng á, thì bao giờ cũng cũng nhớ cái logo này ha, logo của hãng Tam Bảo là đây ha. Ở đâu đó trong hộp sản phẩm nó sẽ có logo và có những cái mã QR code ha. Đây thì con này dòng số 1 thì nó cũng chỉ có bắn một thẻ và có 5 thẻ bài, một cái chân đế và một cái tay cầm. Cái con dòng nâng cấp đây, đây dòng nâng cấp của nó là con số 1, đây mã nó là 201 600201. Thì game sẽ thấy cái logo của hãng Tam Bảo ở đây ngay tay anh đây, cái chỗ này. Dòng nâng cấp này thì nó cũng có một tay cầm đi theo là 8 cái thẻ và 2 cái chanh đế các em ha. Cuối cùng đây là dòng siêu cấp ha. Thì các em sẽ thấy ở đây cái chữ premium nè. Siêu cấp thì nó có thêm chữ super. Này, super hỏa hỏa chiến kỵ này ha. Thì các em cũng sẽ thấy logo hãng Tam Bảo rất là lớn ở bên tay trái này ha. Đây mã QR code ha. Và ở trên đây chúng ta sẽ có cái dòng siêu cấp, thì chúng ta sẽ có thêm một cái thanh chuột, gọi là thanh chuột gia tốc. Vẫn cũng chỉ có hai cái đế và có số thẻ là sẽ tăng lên là 10 thẻ. Và cái dòng siêu cấp này thì chúng ta sẽ có cái thẻ là 10.000 điểm, các em nhìn ở đây ha. Thôi, bây giờ anh sẽ mở hộp cái con cơ bản trước. Thì anh đã hoàn thành lắp ráp cái con cơ bản này rồi, cái con kỵ sĩ bão lửa hay là hỏa chiến kỵ này rồi. Thì anh sẽ zoom cận cảnh lên cho các em xem ha. Nó sẽ có màu đỏ và màu vàng các em ha. Nó cũng có 5 thẻ bài cho các em. Thì và cái thẻ cao nhất nó cũng chỉ là thẻ 1.000 điểm này các em ha. Đây 1.000 điểm của dòng cơ bản. Một đế ha. Thì những cái hoa văn màu vàng đây là dạng in các em ha. In in hoặc sơn lên đây nữa. Chỉ riêng cái con mắt này, con mắt này là sticker dán ha, như tất cả những con khác, thì có khả năng là nó sẽ bị bung sau này đó. Rồi, tiếp theo thì anh sẽ mở hộp cái con dòng nâng cấp ha các em ha. Hộp có một cái tay cầm và hai chân đế, 8 thẻ bài các em ha. Thì anh đã hoàn thành lắp ráp cái con dòng nâng cấp nè. Nó về cơ bản là nó cũng giống như các mẫu khác, nó giống giống hệt cái con dòng cơ bản đó, chỉ thêm cái tay cầm. Thì cái tay cầm này nó có màu màu đỏ và màu vàng, cũng rất là đẹp ha các em ha. Đây, thì cũng trên cái tay cầm nó cũng có cái logo của hãng Tam Bảo đấy ha. Cái con này đằng sau ha, con này đằng sau nó cũng cũng có cái logo của hãng Tam Bảo nổi lên đây ha. Con cơ bản cũng vậy. Đó. Đây là một trong những cách chúng ta phân biệt cái hàng 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 chính hãng so với cái hàng bán ha. Thì với cái bộ con Hỏa Chiến Kỵ này anh mở ra thì cái thẻ cao nhất của nó hiện tại ở trong cái bộ này đang là chỉ là 2.000 điểm các em ha. Đây đến là cái này. Và tiếp theo thì anh sẽ mở hộp cái con dòng siêu cấp ha, premium ha. Dòng nâng cấp là booster, dòng siêu cấp sẽ là premium, và cái tên nhân vật nó sẽ có thêm chữ super ha.
Đây là cái hộp của cái dòng siêu cấp của em ha. To hơn cái hộp kia khá nhiều. Thì ở ngay bên hông của cái hộp dòng siêu cấp này thì nó ghi nhân vật này là nhân vật số 9 này ha. 9, 10, 11, 12. Nghĩa là nhân vật lên dòng siêu cấp là chỉ có 4 nhân vật thôi ha. Hỏa chiến kỵ hay kỵ sĩ bao lửa, Hắc chiến thần, Thánh quang sứ hay sứ giả ánh sáng và Kim nhẫn vương. Đó, thì ở đằng trước nó sẽ có thêm một kiểu siêu. Đây thì và cái dòng nâng cấp thì nó sẽ có thêm một cái thanh trượt gia tốc. Em sẽ mở cho em xem. Đây nó sẽ có thêm một thanh trượt gia tốc cho em. Và tại vì cái nhân vật này chỉ có những cái con dòng siêu cấp thì mới có thể gắn được cái thanh trượt gia tốc này ha. Nhân vật ha. Ở đây. Rồi chúng ta có 10 cái thẻ, hai cái chân đế ha các em ha. Thì cái thẻ thì cái nhân vật siêu cấp thì cái thẻ cao nhất của nó đang là 10.000 điểm. Thì bây giờ anh so sánh hai cái tay cầm của cái dòng siêu cấp và cái dòng nâng cấp ha các em. Đây là cái này con của dòng nâng cấp, đây là dòng siêu cấp thì nó hoàn toàn là giống hệt nhau các em ạ. Em nhìn đây ha, nó hoàn toàn giống hệt nhau, nó không có gì khác biệt cả, chỉ có cái con nhân vật này nó sẽ có là điều khác biệt ha. Anh sẽ ráp cái con nhân vật vào. Thứ nhất là cái hộp đựng thẻ của nó, đây các em nhìn đây, nó sẽ cao hơn cái hộp đựng thẻ của cái con dòng cơ bản và nâng cấp rất là nhiều. Nó cao, em nhìn chiều cao đây ha, cao hơn rất là nhiều. Nhưng khả năng là nó sẽ chứa được nhiều thẻ hơn á, ráp mà. Và cái hình dáng của hai nhân vật là nó sẽ hoàn toàn là khác nhau ha. Con này nhìn nó sẽ hơi to và nó hơi hầm hố hơn về cái chiều này ha. Và cái thứ ba nữa là cái thằng trước này ha các em. Đằng trước này nó sẽ có cái có đây, các em có thể nhìn thấy đây không, đây những cái gờ để lắp cái thanh trượt gia. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn các em cách lắp cái thanh trượt gia tốc vào ha. Thì để lắp vào thì chúng ta không gắn cái mặt trước này vào ha. Chúng ta sẽ dùng cái thanh để nguyên này, ta dùng cái thanh gia tốc này ha. Chúng ta nó sẽ có mấy cái gờ trong đây ha, nó sẽ gắn được vào trong cái gờ này ha. Ở đằng trước của nó sẽ khớp đây các em ha. Rồi sau khi mà gắn cái gờ vào, chúng ta sẽ gắn cái đầu này vào. Chúng ta đã hoàn thành ha. Gắn cái thanh trượt gia tốc thì xong, chúng ta sẽ gắn cái cái thanh trượt này, cái tên là thanh trượt gia tốc nhưng mà anh nghĩ là cái mục đích chính của nó là để chúng ta định hướng cái phần bán nó chính xác hơn, nó không bị ảnh hưởng, giảm cái ảnh hưởng của lực cản các em ha, cho cái quỹ đạo của bay của cái thẻ nó chính xác. À, bây giờ anh sẽ bắn với cái mục tiêu di động cả ba con này ha các em ha. Trước tiên là với dòng cơ bản các em ha. Anh đã hoàn thành con cơ bản ha. Bắn tương đối là chậm do chúng ta phải ngắm từng lần cho nó chính xác lại ha các em ha. Tiếp theo thì anh sẽ dùng cái con dòng nâng cấp ha các em. Nâng cấp thì trong những cái video trước chúng ta đã xác định là nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều trong việc cố định mục tiêu ha các em ha. Về thực hiện mục tiêu rất là nhanh, bắn mục tiêu rất là nhanh vì nó có hỗ trợ của pin nó bắn các em ha.
súng chúng ta chỉ giữ cố định cho cái con này và để tiêu diệt mục tiêu thôi. Rồi, anh sẽ bắt đầu. Anh đã hoàn thành game ha. Thì tiếp theo là anh sẽ bắn cái con dòng siêu cấp này các em ha. Thì cái con dòng siêu cấp này nó có thêm cái thanh trượt, thanh gia tốc này, nhưng mà thực ra cái tay cầm thì nó giống hệt cái dòng 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 nâng cấp, nên không nghĩ là cái tốc độ của nó sẽ cải thiện hơn đâu. Chỉ có tốc độ bắn á, nó không cải thiện hơn. Chỉ có là có thể là những ở những cái mục tiêu xa thì nó sẽ tăng thêm cái độ chính xác, tại vì ở cái phần cái bàn quay của anh đây này nó hơi ngắn, nên cái khả năng cải thiện của nó chắc chúng ta sẽ không thấy rõ rệt đâu các em ha. Nhưng thôi, chúng ta vẫn cứ thử. Và cái thứ hai nữa là cái học đựng thẻ của nó này nó sẽ rộng hơn rất là nhiều ha, nó sẽ là gấp, mình như là gấp đôi cái con dòng cơ bản và nâng cấp, nó phải được tối đa là 16 thẻ các em ha. Bây giờ anh sẽ bắn luôn cái con dòng siêu cấp này ha. Anh có cảm giác là nó bắn hơi hơi bị mạnh hơn đấy. Có thể là cái lò xo bắn ở trong trong cái con này nó sẽ mạnh hơn cái con dòng nâng cấp. Thì để trong một video sau anh sẽ làm một cái video để so sánh xem cái tốc độ của hai con này nó sẽ như thế nào các em ha. Như vậy là anh đã hoàn thành cái bài mở hộp và chơi nhanh cái nhân vật số 1 trong bộ đồ chơi Bá Vương Xạ Thủ, đó là cái nhân vật Hỏa Chiến Kỵ hay là Kỵ Sĩ Bão Lửa. Cả dòng cơ bản, nâng cấp và siêu cấp. Thì nhận xét chung á, thì tay cầm của dòng nâng cấp và siêu cấp là giống nhau. Dòng siêu cấp thì cái hình dáng nhân vật nó sẽ khác, nó nhìn nó hầm hố và hoành tráng hơn. Đẹp xấu thì tùy mỗi người, và nó có thêm một cái thanh gia tốc. Đầu tiên thì anh tưởng rằng là nó không có tác dụng lắm, nhưng mà thực tế thì sau khi thử nghiệm trong trong video các em có thể sẽ khó cảm nhận, nhưng mà thử nghiệm thì chơi thử thì đúng là cái dòng siêu cấp là cái lực bắn nó ra mạnh hơn rất nhiều với cái thanh gia tốc này. Có thể là nó sẽ do cái cấu tạo của lò xo hay là của con của nhân vật hay là một nguyên nhân nào khác, thì anh sẽ hẹn gặp lại các em trong một cái video khác để kiểm nghiệm thử xem có thực sự là cái độ bắn ra của cái dòng siêu cấp là nó mạnh hơn hay không. Và một điểm lưu ý nữa là cái dòng siêu cấp của chúng ta thì cái học đựng thẻ của cái nhân vật nó sẽ được được là gần như là gấp đôi so với cái con dòng cơ bản và nâng cấp, là nó có thể đựng được khoảng 16 thẻ. Thì video mở hộp của anh đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các em, hẹn gặp lại các em trong những video lần sau.